Xin chào các bạn, hôm nay là buổi sáng thứ 6. Đoàn của chúng ta đã kết thúc ở công việc ở tỉnh Quảng Ninh. Và ở tỉnh Bắc Giang thì chỉ còn một vài gia đình nữa là xong. Hôm nay thứ 6 thì tôi xin phép các bạn, các gia đình nghỉ đến hết ngày Chủ nhật để tôi ở bên gia đình của mình. Sau đó sáng thứ 2 thì tôi sẽ làm việc ở Bắc Giang thêm một ngày nữa, và chúng ta sẽ di chuyển tiếp về Bắc Ninh và các tỉnh tiếp theo. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì tôi có hai điều muốn nói như thế này. Điều thứ nhất đó là các gia đình. Từ nay trở đi, các gia đình mà tôi kiểm tra bài, khi tôi kiểm tra mà của ở trên đất nổi lên rồi và liên quan đến gia đình, tôi trả lời thẳng là không giúp được và gửi lại tiền. Đó là cái nguyên tắc từ trước đến giờ, nhưng mà mọi người cứ lèo nhèo, rồi nói chung là cứ nhờ vả, tôi không biết trả lời như thế nào. Và bây giờ thì tôi phải trả lời trên cái clip này cho nó dứt khoát. Đó là các gia đình mà động chạm đến của thì tôi xin phép không giúp được. Vì sao lại không giúp được? Thưa các bạn, của ở trên đất là tài nguyên quốc gia, của đó là để cứu dân độ thế, xây dựng đất nước. Một lượng vàng, một cục vàng, một kg vàng là cải thiện, nâng cấp, gọi là nâng cao đời sống, cải thiện đời sống và xây dựng cái cuộc sống của rất nhiều người dân. Cho nên là khi mà lấy của thần, tức là lấy đi cái nguồn tài nguyên, lấy đi cái nguồn sống của những người về sau này, cho nên cái nghiệp nó lớn lắm các bạn. Cho nên tôi nói lại là những gia đình tôi kiểm tra mà của nổi lên rồi, nếu như không liên quan đến gia đình thì tôi giúp, còn nếu liên quan đến gia đình thì gia đình nhớ là tôi xin lỗi, không giúp được và trả lời thẳng luôn. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là trong thời gian vừa qua, ngay từ những thời gian đầu, tôi đã tiếp nhận được rất nhiều những thông tin. Đó là khi tôi đến các gia đình, nhưng mà tôi xử lý, tôi nói là gia đình có của ở trên đất, gia đình cẩn thận giữ gìn. Các bạn có biết thế nào ạ? Sau một thời gian ngắn, có những cái đội, cái nhóm người tìm đến để hỏi, để kết hợp với gia đình hoặc là để đào trộm. Rồi có những cái comment khi ở trên các cái clip mà tôi up, tôi không cung cấp địa chỉ cụ thể mà hỏi những địa chỉ nhà đấy ở đâu, tôi đều xóa đi. Tôi xin nói với các bạn như thế này này, kể cả các bạn là chính thất hay ngoại thất, các bạn nhớ câu này nhé, kể cả các bạn chính thất hay ngoại thất, các bạn cũng không động vào được đâu. Vì khi tôi đã bắt thần thì có thiên tướng canh giữ ở đó, kể cả những điểm hay những kho lớn, kể cả Trung Quốc có chôn lại mà tôi đã trấn rồi mà sang không lấy được đâu. Mấy cái kho đại, gọi là những kho lớn mà tôi đã đi trấn cho quốc gia mà Trung Quốc đã chôn, nó có mang ra phả sang không lấy được, không thể lấy được đâu các bạn. Vì đó là thiên tướng của tôi đã canh giữ ở đấy rồi. Cho nên tôi khuyến cáo với các gọi là chính thất ngoại thất nhá, là đừng có động chạm vào đó. Của đấy là của tài nguyên, các bạn nhớ đấy. Còn bây giờ thì xin chào. Nhưng mà thầy vâng. Thần giữ của đấy. Vâng, tại vì con biết. Ôi. Vâng ạ. Với hai thần giúp của một vòng nam thanh niên bị tàu, một cái quan trọng bây giờ cháu sẽ kiểm tra nhé, tại vì của không thấy đâu cả nhé con nhé. Cháu kiểm tra nếu như là của mà còn thì cháu xử lý được, còn nếu của mất rồi mà liên quan đến gia đình là cháu không xử lý đâu nhé.
hai cái thần này. Đất này như thế này là hơi nghịch đấy, nặng nghịch đất. Cô bị tác động đấy, cô là bị cái vòng nam thiên nhiên tác động này, so cao đen xỉ. Nhà này phần giữ của rất là mạnh. Tại vì cái thằng nó quan ấy, và nhà quan ấy là nó cũng hay mê ngủ lên ma này gì. Thì lại là đôi lúc nó cũng bảo với ai, con ngồi đây cứ như ai sờ vào vai quan ấy, nó cũng bảo đấy. Thế nó lại đôi lúc nằm trong giường cứ chạy ra nhìn nó sợ, nó bảo là như ai. Thế quân nằm ở giường cứ như là ai díu quan quan ấy, nó bảo đấy. Tôi đang quan tâm tới việc là cái của đất này nó còn hay không. Ủa mất rồi, chồng có con không? Không, chồng con thì mất rồi. Mất lâu chưa? Mất được đến mùa một đấy, đến đây ra đây là 4 năm. 4 năm chết có đột tử mà. Chết đột tử. Cháu tai nạn. Rồi cháu thiếu gia đình nhà này đâu. Nhà này chắc là cháu phải gửi lại tiền. Thế này thành cố rồi. Không giúp được rồi, nhà này của lấy lên rồi. Bạn là người liên lạc với tôi nhỉ? Không. Ai là người liên lạc? Cho cháu giúp đâu, lát bạn nhắn cho tôi lại số tài khoản. Con cháu không giúp được, cô không cần phải trình bày đâu nhé cô nhé. Không giúp được, không giúp được. Không giúp được, không giúp được. Không giúp được. Ủa thì con không biết, nhưng mà trước này con cụ nào nên là bảo là thấy cái phần gạch gạch mà thành gạch chỗ không dám làm gì cả. Thế mà nhà con nhà sàn nhà con chỉ còn tám tám phần, không có cái gì. Của đây mất rồi thì cháu không cứu được. Và đây nó liên quan đến gia đình nhà cô. Chồng cô mất ở đây nó liên quan đến thần giữ của. Bình thường nếu không động đến của nó không lấy mạng được. Ở đây ấy, còn có những cái chuyện nó hiện tượng nó dị lắm. Thì là ngày xưa con ở cái nhà cô bốn ấy thì là mới đẻ luôn này này. Thế thì xong là trên mấy nhà cũng ốc cọc với cái tiếng sọ á, thế là vẫn mang nhanh là thôi. Ở đây lợn nó tự nổ mắt nó chết kìa. Nọ thì hồi đẻ rồi, trước đấy thì chăn động cả ở đằng này này. Thế nôn thì con nó được ăn hết quan thôi. Nó ăn con nó ăn quan. Xong rồi nó nổ mắt nó chết rồi. Cũng cứ chẳng biết con nổ không, nhưng mà cứ ở lần này, cứ đang ở lần này chăn thì sủi ra là chết. Chết. Thì nào cũng chết một quan, mỗi lần chết một quan. Người ta cháu hỏi thêm điều nữa này, như này, lúc mổ lợn ra nó có ruột không? Nó có nội tạng không? Có. Nó còn không? Còn. Vẫn còn nội tạng. Tại vì thần sẽ ăn hết nội tạng của lợn đấy, chứ không phải đơn giản của gà, lợn gà đấy. Ở đây không chăn nuôi được cái gì cả. Chăn nuôi ở đằng này thì chỗ này thì giờ là không phải là không chăn được. Đất này trước đây nó đến nằm chỗ cái việc nó có cái gồ này, nó có cái gồ, nó gọi là cái gò và cái góc cái việc và nhà làm nên đi đào lên rồi mất của rồi. Nhiều con đào lâu lắm mà cái gì đâu này ạ. Thôi cái này thì cháu không giúp ở đâu nhé, có nghĩa thôi không cháu không giúp ở đâu. Cháu có một lúc sau thấy biết không? Em tìm ra cả hai thần luôn. Hai thần nữ là chị em người Thái Nguyên. Và đêm đến thì là nhà vợ anh ở đâu? Ở huyện Hòa Bắc Giang ạ. Và bọn em biết rõ về chỗ đến này, thì mình làm những công việc. Xong đêm thần đến báo cho em biết luôn. Vâng, và xong về em hỏi bà cô tổ ra hết. Vâng. Chính là đấy, bà cô tổ là người mách anh tìm gặp vào tuổi. Em xem trước, xong em xem ngày nào thì bà cô tổ người cạnh bà biết hết. Và bà em còn ghi rất rõ là bà cô tổ dặn em, dặn con là đứng gặp Thái Long. Và như thế nào thì mình sẽ bảo cho. Đâu cháu đâu ạ? Cường ơi! 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 Cường ơi!
Con tên là gì? Con tên là Ngô Chí Cường. Vâng. Năm nay con bao nhiêu tuổi? 11 tuổi. Con đang học lớp mấy? Con học lớp 6. Thế bình thường thì con hay bị cái gì nó bóp cổ hả? À? Cái gì nó bóp? Không biết đâu. Không biết à? Nó bóp có đau không? Lúc đấy có đau không? Nó bóp hai bên này, không thở được. Xong rồi nó chói tay à? Nó chói tay à? Hay là cái kiểu chói tay à? Hôm bây giờ là cháu bị chói tay ấy. Chói tay khi em niệm Phật thì cháu... Khi lúc đấy cháu tỉnh thì là cháu kể lại là con bị chói hai tay này và hai chân. Còn có hôm thì là bảo là bị bẻ chân với bị bẻ tay. Và hôm bị đau nhất là cháu bị nó bóp tim. Bóp tim? Vâng. Cháu nó bảo đau tim. Vâng, cháu cứ ôm tim lăn lộn đau bất khóc ra và và em thấy chân tay cứng đờ thì hỏi ra nó xích hết bốn chân tay. Sau này mẹ bảo là con đau hết phần cuộc sống này mà em chỉ chạm nhẹ vào thì là cháu nó đã đưa đau rồi. Toàn ăn đêm đấy, xong đêm ấy cứ bảo là ăn xong không biết no đấy. Ui, ăn vừa ăn xong. Chào bác ạ. Thế con đi vào trong nhà đi, con đi vào trong nhà nhé. Chào bác ạ. Vâng, chào bác ạ. Để cháu kiểm tra vấn đề cắt cắt một chút thôi, không phải nước đâu. Nhà chưa giờ quay theo hướng này không? Chưa giờ quay theo hướng nào? Bây giờ trong kia là một cái đất cũ ở bên trong nhà mẹ em thì quay theo hướng này, hướng em một tây, hướng tây đấy nhỉ? Cứ hướng này nhỉ? Vâng. Tức là đất còn đằng sau này nữa? Đằng sau nữa. Nhà này làm lâu chưa? Nhà này bắt đầu năm 2016. Tháng 8 năm 2016 bắt đầu là đặt làm móng. Thế còn đằng sau thì còn rộng không ạ? Rộng lắm. Rộng đấy. Ở trong cái trước này các bạn đã làm nhà ở trong kia, ở trong này khi làm thì bắt đầu tiến ra đây. Đất ở trong kia cũng là đất thổ cư nhỉ? Hay là đất vườn ạ? Đất không phải, đất của ủy ban xã và thôn người ta chuyển nhà bà cháu vào đây. Vâng. Bắt cháu này làm vợ, cái tần nữ đây nó bắt cháu này làm vợ nó luôn. Dạ vâng ạ cháu ơi, đây gọi là bắt làm vợ rồi. Đây gọi là cháu này nó có một cái mới có một cái sự thay đổi về cơ địa gọi là dậy thì mới thôi. Có một sự thay đổi về cơ địa gọi là dậy thì bắt đầu dậy thì một cái thì nó bắt làm vợ luôn. Từ từ đấy, cứ để từ từ đấy.
trưởng. Đang tập trung vào cho cháu để cháu xử lý việc cho nó. Không can thiệp là mất mạng rồi. Có như thế thì có những cơn đau dạ vâng ạ, có những cơn đau rất kỳ khủng. Có những cơn đau tưởng như nó chết chứ không phải đơn giản. Nó gọi là nắc nhịp thở đấy. Nó có những cơn đau như thế. Đây là nó thích và nó lấy gọi là lấy làm chồng. Động vào của nó đây này. Chồng của bác đâu ạ? Ông cháu mới đi sang bệnh viện. Ông nhà em thì lại như này, đi cũng từ những tháng trước là đi khám bệnh thì cũng không sao bị làm sao, nhưng mà ông cứ thấy trong người có chị mã ngày hôm sau lên đêm mà cứ dạo vừa rồi là ông lại có chị ông lại toàn lên viện. Nhà này động vào của thì cái gì khó giúp vậy ạ? Đây là đất này là đất chôn của và gia đình có động chạm vào của nó rồi. Như thế này cháu hơi khó giúp đấy. Đây là hơi khó giúp đấy. Đây là động chạm vào của. Thầy nhà em chỉ là trồng cây thôi. Đây là động chạm vào của nó rồi. Như thế này hơi khó giúp đấy. Và cái này là phải nói rõ với gia đình như này. Đây là nói rất rõ và nói chứ không phải là để dọa dẫm gia đình để cho gia đình lo lắng đâu, mà tại vì không giúp được thì phải nói thẳng. Đây có lẽ là không giúp được rồi, vì động chạm vào của nó thì nó sẽ lấy mạng bằng đủ. Và đây cũng chỉ là sự bắt đầu đấy. Mà thưa thầy là nhà em vào đây xóm cho ở đây thì nhà em chưa có một cái gì là cái. Đây là có động vào của nó rồi, động vào của nó rồi. Gia đình hết sức cẩn thận. Thực ra Bắc Giang này là cái vùng đất ngày xưa Trung Quốc nó trồn lại rất nhiều, hầu hết chỗ nào có. Cho nên có những nhà thì vô tình đào được, có những nhà thì lại kết hợp với những cái người đi tìm để đào. Có những người thì nó cố tình nó dụ để đào. Thì trong nhà này thì cháu không quan tâm là như thế nào, cháu chỉ quan tâm được rằng là của ở đây là bị động chạm vào và không còn nữa, không còn nữa, cho nên là rất là khó rút. Vâng ạ, đây là rất khó rút, cho nên là cái này cháu phải nói thẳng luôn và gia đình hết sức cẩn thận, tại vì báo cháu này nó hơi nặng chứ không phải thẳng. Và cháu không giúp được thì cháu phải nói thẳng, chứ còn không thì đây không phải nói ra để cho gia đình lo lắng để rồi cháu làm cái gì đâu, mà đây là cháu nói rất thật, giúp được cháu nói là giúp được luôn, còn không giúp được cháu nói luôn. Đây là động vào đồ của nó rồi, cho khó giúp. Cái này thì hơi khó. Gia đình cẩn thận, cái này thì nó không giống như cái nghiệp để mình gây ra thì mình phải làm việc phúc việc thiện để mình trả vào đâu. Mà đây là lấy đồ của nó thì nó sẽ lấy lại tính mạng của mình chứ mình là không đơn giản. Thưa thầy, cái gì đó cháu em bảo đây là không có. Đây cháu chỉ nói như thế này này, cháu là người phải nhìn ra được vấn đề, muốn giúp được ai thì phải nhìn ra thấu vấn đề, và vấn đề đó nó có thuộc cái nguyên tắc của cháu hay không. Cái nguyên tắc của cháu là nếu gia đình không động chạm thì cháu cứu được, còn đây là động chạm rồi cháu khó cứu. Cháu xin phép thôi, gia đình không cần phải giải thích với cháu, cái quan trọng ở đây cháu là được phép hay không được phép giúp thôi. Thì cái này thì gia đình mình thông cảm. Thực ra thì cháu bé này cũng đáng tuổi con, tuổi cháu của cháu, nó giống con cái của cháu thôi. Nhưng ở đây cái trường hợp này khó đấy. Khó chứ. Tôi cũng chưa có cách nào cả. Và ở đây tôi phải trả lời thẳng là không giúp được. Trả lời thẳng. Cái này thì hơi khó. Nhất, thôi có khi xin phép gia đình.